Kính chào quý vị khán giả, quý vị đang đến với bản tin thời sự quốc tế tổng hợp trên kênh Tin Mới, kênh thông tin hữu ích luôn cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất trong ngày. Về tình hình Biển Đông, ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Trung Quốc có động thái lạ giữa lúc Phó Tổng thống Mỹ thăm Philippines. Thưa quý vị và các bạn, Hải quân Philippines hôm qua cáo buộc lực lượng hải cảnh Trung Quốc mạnh bạo chiếm một vật thể nổi mà binh sĩ Philippines đã dứt được ở Biển Đông. Nhưng phía Trung Quốc nói hai bên đã đàm phán thân thiện tại hiện trường. Phó Đô đốc Alberto Carlos của Hải quân Philippines nói tàu Trung Quốc đã chặn đường họ hai lần và cuối cùng vớt lấy vật thể này. Các quan chức Trung Quốc chưa đưa ra phản hồi gì về cáo buộc. Mảnh vỡ được phát hiện lần đầu tiên vào hôm Chủ nhật lúc 6 giờ 45 phút giờ địa phương gần đảo Pagasa, Việt Nam gọi là đảo Thị Tứ, hiện do Philippines kiểm soát, Phó Đô đốc Carlos nói. Ông nói thêm rằng các sĩ quan đã tiến hành đến hiện trường và tìm thấy một vật thể kim loại trôi nổi không xác định. Khi họ đang kéo vật thể về thì tàu tuần duyên Trung Quốc mang số hiệu 5203 đã tiếp cận vị trí của họ và sau đó chặn đường dự kiến của họ hai lần. Ông cho biết thuyền Trung Quốc sau đó đã cưỡng đoạt vật thể bằng cách cắt dây kéo gắn với xuồng cao su của Philippines. Không ai bị thương trong vụ việc. Ông nói thêm, người phát ngôn Westcom Cherry TikTok cho biết các thủy thủ đã không chiến đấu với vụ cưỡng đoạt này vì đó không phải là vấn đề sống còn. Bộ Ngoại giao Philippines cho biết họ đã biết tin và sẽ tiến hành xem xét. Hồi đầu tháng, các mảnh vỡ kim loại cũng được tìm thấy tương tự ngoài khơi đảo Bulacan thuộc tỉnh Palawan phía Tây và thị trấn Calistan thuộc tỉnh Silento Mindoro. Các quan chức nói họ tin rằng các mảnh này có khả năng là các bộ phận của tên lửa Long March 5B của Trung Quốc được phóng đi hồi đầu tháng 11 từ trung tâm phóng vũ trụ Văn Xương trên đảo Hải Nam. Đảo Hải Nam cách nơi vật thể mới nhất được tìm thấy hơn 1.000 km. Cơ quan vũ trụ Hoa Kỳ NASA trước đây đã kêu gọi Trung Quốc thiết kế tên lửa có thể trở thành nhiều mảnh nhỏ hơn khi quay trở lại trái đất theo tiêu chuẩn quốc tế. Vụ việc diễn ra khi Phó Tổng thống Mỹ đang chuẩn bị tới thăm đảo Palawan của Philippines nằm dọc theo vùng biển có tranh chấp nóng bỏng ở Biển Đông. Bà Harris và quan chức cấp cao nhất của Hoa Kỳ đến thăm kể từ khi Tổng thống Ferdinand Marcos lên nắm quyền và chuyến thăm nhiều khả năng nhằm khôi phục quan hệ với Manila. Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris trong chuyến công du Philippines ngày hôm qua đã tái khẳng định cam kết của Hoa Kỳ kích hoạt thỏa thuận phòng thủ chung nếu quân đội, tàu thuyền của chính quyền hay phi cơ Philippines hoạt động tại Biển Đông bị tấn công. Tuyên bố của lãnh đạo Mỹ được coi là một cảnh báo gửi đến Trung Quốc. Theo AFP, trong cuộc gặp Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris khẳng định Hoa Kỳ luôn sát cánh với Manila để bảo vệ các quy tắc do luật pháp quốc tế liên quan đến Biển Đông. Về phần mình, Tổng thống Marcos đã nhấn mạnh vận mệnh của Philippines gắn liền với nước Mỹ. Lần đầu tiên một lãnh đạo cao cấp của Hoa Kỳ đến Philippines kể từ khi Tổng thống Marcos lên nắm quyền hồi tháng 6 năm 2022. Đây là một dấu hiệu cho thấy Washington và Manila xích lại gần nhau sau nhiều năm quan hệ song phương căng thẳng trong nhiệm kỳ của Tổng thống Rodrigo Duterte. Một trong các mục tiêu chính của chuyến đi của Phó Tổng thống Mỹ là thực thi thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng EDCA Mỹ-Philippines đạt được vào năm 2014 nhưng bị đình chỉ dưới thời Tổng thống tiền nhiệm Duterte. AFP dẫn lời một quan chức Hoa Kỳ đưa ra trước chuyến công du của Phó Tổng thống Harris. Theo đó, hai bên đã đàm phán để thúc đẩy việc hoàn tất thỏa thuận EDCA theo thỏa thuận ký kết năm 2014. Các lực lượng vũ trang Mỹ có quyền sử dụng 5 căn cứ quân sự tại Philippines để bố trí các phương tiện quân sự. Căng thẳng trên Biển Đông vẫn tiếp diễn trong nhiều năm do yêu sách của một số nước trong khu vực đối với quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Các quốc gia liên quan đến tranh chấp quyền sở hữu vùng lãnh thổ này là Việt Nam và Trung Quốc. Ngoài ra, Brunei, Malaysia, Đài Loan và Philippines cũng tuyên bố chủ quyền một phần hoặc toàn bộ quần đảo. Ngoài vị trí chiến lược nằm ở ngã tư của Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa còn được các chuyên gia đánh giá là nơi tập trung trữ lượng dầu và khoáng sản lớn. Tại các hội nghị họp báo quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn thể hiện rõ lập trường của Đảng, Nhà nước, Chính phủ về vấn đề tranh chấp ở Biển Đông.
Hà Nội nhiều lần tái khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Theo đó, Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế cũng như quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển liên quan ở Biển Đông, vốn đã được xác lập phù hợp với Công ước Liên Hợp Quốc và Luật Biển năm 1982, UNCLOS năm 1982, cũng như Bộ Quy tắc ứng xử giữa các bên COC. Trung Quốc đã tiết lộ tham vọng kiểm soát toàn bộ Biển Đông qua kéo dài thương thuyết thỏa thuận COC với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN. Việc này thể hiện qua lập trường của Bắc Kinh khi bước vào trong vòng thương thuyết thứ hai với ASEAN về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC. Vòng đàm phán chính thức thứ nhất giữa Trung Quốc và ASEAN diễn ra năm 2018 với hy vọng đạt được kết quả trong 3 năm, nhưng thất bại vì Trung Quốc khăng khăng đòi độc quyền toàn bộ Biển Đông, bao gồm cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Tuy nhiên, sau phán quyết của Tòa trọng tài quốc tế ở La Hay, Hà Lan, trong phiên xét xử ngày 12 tháng 7 năm 2016, bác yêu cầu của Trung Quốc đòi một phần lãnh hải do Philippines kiểm soát ở bãi Cỏ Mây và Hoàng Nham thuộc quần đảo Trường Sa. Trung Quốc đã giảm căng thẳng với ASEAN về COC. Hiện tại, ASEAN cho hay cuộc đàm phán thứ hai về văn kiện duy nhất COC với Trung Quốc sẽ tiếp tục. ASEAN và Trung Quốc càng ngày càng xa nhau về một giải pháp cho COC, trong khi Việt Nam, nước bị áp lực nặng nhất trong cuộc tranh chấp chủ quyền với Trung Quốc, tiếp tục cố gắng bảo vệ chủ quyền lãnh thổ. Bởi vì trong thời gian gần đây, Trung Quốc vẫn gia tăng các hoạt động tuần tra quân sự và tấn công, ngăn chặn các ngư dân Việt Nam đánh bắt ở vùng biển Hoàng Sa và Trường Sa. Bằng chứng này đã được thảo luận tại hội nghị các ngoại trưởng của ASEAN tại Jakarta, Indonesia ngày 26 tháng 10 năm 2022. Tại hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 38, các nhà lãnh đạo ASEAN đã bày tỏ quan ngại về diễn biến tình hình trên Biển Đông, trong đó có các hoạt động đơn phương làm gia tăng căng thẳng, suy giảm lòng tin, hủy hoại môi trường biển. Các nhà lãnh đạo ASEAN cũng tái khẳng định sự cần thiết phải tăng cường xây dựng lòng tin và tin cậy lẫn nhau, kiềm chế và không làm phức tạp tình hình, duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. Các nước nhấn mạnh lập trường về việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển UNCLOS năm 1982. Hội nghị cũng khẳng định lại tầm quan trọng của việc thực hiện đầy đủ và hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC, hoan nghênh việc nối lại đàm phán Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC giữa ASEAN và Trung Quốc. Các nước nhấn mạnh sự cần thiết duy trì môi trường thuận lợi cho đàm phán COC và tiếp tục nỗ lực hướng tới COC hiệu quả, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, bao gồm UNCLOS. Việt Nam cho rằng ASEAN cần thể hiện bản lĩnh và vai trò tự chủ trong duy trì hòa bình, an ninh và ổn định trên biển, khẳng định kiên trì lập trường, nguyên tắc về Biển Đông. Thủ tướng nhấn mạnh các nước cần thúc đẩy mạnh mẽ cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế, hành xử trách nhiệm, kiềm chế, không có hành động gây căng thẳng, làm phức tạp tình hình. Tổng thư ký Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN Datolim Lokhoi xác nhận cả ASEAN và Trung Quốc tái khẳng định mong muốn xúc tiến đàm phán và sớm ký kết một COC thực chất và hiệu quả. ASEAN sẽ tiếp tục làm việc cùng Trung Quốc về các biện pháp xây dựng lòng tin và phòng ngừa nhằm củng cố sự tin cậy giữa các bên, tạo điều kiện thuận lợi cho đàm phán COC. Tin Bộ Ngoại giao Việt Nam ngày thứ Bảy vừa qua, một đoạn duy nhất nói về Biển Đông được ghi ở phần cuối của tuyên bố nói rằng hai bên đồng ý tiếp tục thúc đẩy thực hiện toàn diện, hiệu quả tuyên bố ứng xử của các bên ở Biển Đông DOC trên cơ sở hiệp thương nhất trí sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông COC hiệu quả, có nội dung thực chất phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982, kiểm soát tốt bất đồng trên biển, không có hành động làm phức tạp tình hình và mở rộng tranh chấp, duy trì hòa bình ổn định ở Biển Đông và thúc đẩy hợp tác trên biển. Thực ra, ngôn ngữ này không có gì mới mà chỉ lặp lại những sáo ngữ hai bên thường đưa ra trong các cuộc gặp lãnh đạo hai nước. Sự kiện này cho thấy khi các cuộc đàm phán về Biển Đông vẫn đóng băng và chừng nào Trung Quốc còn khăng khăng nói rằng toàn bộ biển đảo và vùng nước xung quanh ở Hải Nam là của Trung Quốc từ thời cổ đại thì cuộc chiến bảo vệ chủ quyền của Việt Nam còn gian nan. Các bạn có suy nghĩ gì về những diễn biến mới đây trên Biển Đông? Hãy để lại ý kiến của các bạn dưới phần bình luận.
Bản tin của kênh Tin Mới đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đừng quên like, chia sẻ và đăng ký kênh để tiếp tục cập nhật những bản tin mới nhất tiếp theo trên kênh của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.